Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên nỗ lực tìm kiếm hai người bị mất tích ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An. Nạn nhân 14 tuổi đang chạy ghe máy về bờ thì bị chìm ghe mất tích. Còn nạn nhân 40 tuổi đang ở trên bè cho tôm ăn nhưng bị sóng gió lớn cuốn mất, không liên lạc được. Trận mưa lớn kèm gió mạnh, sóng to trái mùa bất ngờ gây thiệt hại nặng cho ngư dân tỉnh Phú Yên. Thống kê sơ bộ tại huyện Tuy An, có 100 bè nuôi tôm hùm giống ở cửa Lễ Thịnh bị sóng đánh trôi vào bờ. 2.000 lồng tôm hùm ươm giống của người dân xã An Hòa Hải bị thiệt hại. Đã có 90 tàu thuyền ở 4 địa phương ven biển Phú Yên bị sóng đánh chìm hư hỏng. Hiện việc cứu hộ, trục vớt các tàu mắc cạn, chìm vẫn đang tiếp tục. Gần 10.400 hectare lúa đông xuân đang trổ chín chuẩn bị thu hoạch đã bị ngập nước, ngã đổ.